3 4 5 6 Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tháo phần trục các bạn ha. Tháo phần trục thì sẽ có cái phần mà cái giò đạp ở đây nè. Thì mở cái con ốc này ra để tháo nó ra.
Em mở cái con ốc ở giữa đây thì khá là đơn giản, các bạn chỉ cần lục giác thôi. Còn để gỡ cái được cái bàn đạp này ra, mình phải có cái tool chuyên dụng của nó. Rồi, đây là cái tool chuyên dụng của nó ha. Cái đầu này các bạn sẽ bằng vào trong đây. Còn cái thanh này nè, khi mà các bạn bằng vô thì nó sẽ đưa vào. Nó đưa vào tức là nó đẩy cái dao đạp này ra. Đấy, bây giờ hãy bằng vô trước. Các bạn vô càng sâu càng tốt ha. Bạn nếu như mà thưa ở ngoài, cái ren nó nằm ngoài thì khi mình đẩy cái trục này vào thì nó kéo ra thì nó sẽ làm tuôn ren, thì cái ren nhỏ ở ngoài. Vậy thì càng nhiều ren vào thì nó sẽ càng chắc. Rồi bây giờ chỉ cần đè cái này vào. Để mà lắp cái động cơ này các bạn nên mua những cái loại tuôn này ha. Còn nếu như mà không có tuôn thì phải đục từ trong này ra thì rất là cực. Rồi bên này cũng tương tự ha, mình mở con ốc này ra trước. Rồi con ốc này khá là dễ. Rồi tiếp theo là cái dĩa, giò dĩa. Và cái đồ xe đạp này thật ra nó là rất là dễ làm các bạn. Nó là chỉ là cơ khí đơn thuần thôi. Nhưng mà trường hợp mà nếu như mình không có những cái bộ công cụ chuyên dụng của nó thì mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Khi mà ráp thì chúng ta sẽ tận dụng lại cái bàn đạp này ha. Cái này thì không xài tới đâu, tận dụng lại cái này. Bây giờ mình mở cái này ra để tí nữa gắn vào trong cái bộ ba pha. Đó. Rồi. Cái giò bên này cũng tương tự các bạn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo là cái trục đàm này các bạn. Thì mình cần có cái tool răng ngoài như thế này nè. Thì để bấu vào chỗ này để mình vặn. Và cái này các bạn lưu ý ha. Ở bên này mình vặn ra trước, ở bên kia mình cũng vặn ra trước luôn. À, cái thời gian đầu khi mình làm thì mình không biết thì mình vặn ngược lại, cho nên là tưởng đâu là cái răng ngược so với mấy con ốc bình thường á, nhưng mà vặn ngược lại thì nó vặn vào các bạn ha. Mình phải vặn lên trước đây nè, vặn lên trước các bạn ha. Đây, theo chiều đè xuống trước. Có một số xe cũ thì cái này nó sẽ hơi cứng, thì các bạn phải cần có cái búa cao su để làm chi. Mình để cái khóa nó vô vậy nè, mình gõ thì nó tức cái lực thì nó mới ra được. Còn cái này là mình đã vặn trước rồi, mình đã gõ trước rồi. Bên này cũng tương tự các bạn ha. Cũng tương tự. Tức là mình phải vặn ra phía trước. Tức là nếu như mình để cái cờ lê vào đây nè thì nó sẽ xoay xuống như thế này. Đó. Các bạn để ý chiều ha. Nếu như không là dễ dàng vặn vô lắm. Bây giờ sẽ đến nhân vật chính này các bạn ơi. Động cơ 3 phang BBS02B48V750W. Động cơ này rất là khủng ha. Thì lắp cũng khá là đơn giản rồi. Khi mà các bạn mở hết trục ra thì mình sẽ vệ sinh, mình lau sơ trong này cho nó sạch sẽ. Rồi bắt đầu đưa động cơ vào. Đây, ở đây nó có cái trục ha. Các bạn chỉ việc xỏ qua thôi. Rất là đơn giản. Rồi đến lượt lắp bát bên này ha các bạn. Cái này cũng khá là đơn giản thôi. Ở đây mình có cái bát hình chữ V này. Thì bên này nó sẽ có hai mặt. Mặt đây là mặt lồi, ở đây là mặt lõm. Thì mình sẽ để mặt lồi bên trong ha. Rồi, ướm vô, áp vô. Rồi ở đây người ta cho mình hai con ốc thì mình bật ngay hai lỗ ốc này thôi. Your
còn nắp lớn này để dựng lại cái bát ha. Rồi tiếp theo ha, ở đây nó có cái nắp cho mình chụp vô cho nó thẩm mỹ luôn các bạn. Tiếp tới là dĩa các bạn ha. Ở đây cái dĩa của mình nó sẽ có hai mặt, là mặt bên này là mặt hõm, mặt bên này mặt lồi. Thì mình sẽ để mặt hõm vào bên trong các bạn ha, để mặt lồi ra bên ngoài. Đây. Riêng cái dĩa ba phang này thì mình có thể order những cái dĩa nó có nhiều số răng hơn để các bạn đi được tốc độ cao hơn. Hoặc các bạn leo núi thì các bạn có thể order những cái loại dĩa có số răng ít hơn để cho cái lực chạy nó được mạnh hơn ha. Kỳ xít thì các bạn cứ ướm, cứ vặn ốc vô sơ sơ trước cái đã. Sau đó mình sẽ xít đều, xít mạnh bằng cái lực nó đều nhau. Chứ một con các bạn xít mà đều, các bạn xít mạnh luôn thì các con sau nó sẽ bị lệch. Rồi bây giờ các bạn sẽ xếp cứng luôn ha. Rồi một con chéo nữa nè. Rồi. Rồi, đủ các bạn ha. Rồi đến lượt cái chấm sên các bạn. Ở bên này các bạn thấy có lỗ ốc nè, thì mình sẽ ốp vào và mình bắt từ hướng ngược lại ha. Cái này vì nó là nhựa cho nên là các bạn vặn thấy nó vừa ốc nó vừa cứng tay được rồi, chứ không cần phải chắc lắm đâu. Không cần phải mạnh lắm thì ốc nó sẽ bị tuôn ra nó qua bên trong nhựa. Rồi bây giờ tới phần giò đạp ha các bạn ha. Hồi nãy mình có gỡ cái bàn đạp từ bên kia qua rồi, thì bây giờ mình ngắm vào trong cái giò đạp này thôi. Rồi tương tự cái bên này các bạn. Rồi, lấy màu lết, lấy cờ lê siết chặt lại là xong. Rồi, bắt đầu mình gắn lên ha. Cái này nó sẽ có chữ R là bên right ha, right là bên phải. Rồi, ốc vào đây. Ở đây bao thang cũng cho mình luôn những cái con ốc. Gắn cái trục giữa này vào, gắn cái giò đạp vào.
ơi. Ở đây ba Phan á là sẽ cho mình cái màn hình này và cho mình luôn cả những cái vòng cao su. Nhưng mà do là cái xe của khách ở đây là cái chỗ này nó to rồi, cho nên cái này nó cũng vừa luôn, cho nên mình không cần phải xài cái vòng cao su nữa. Trường hợp những cái tay lái nào mà nó đều từ ngoài vô trong bên này thì chắc chắn các bạn sẽ dùng cái vòng cao su ha. Rồi, rất là tròn trịa. Bây giờ mình chỉ cần siết ốc lại thôi. Rồi bây giờ đến phần tay lái này các bạn. Đầu tiên là cái phần mà tay đề cho ba dĩa trước. Thì thật ra là mình gắn ba phan vô rồi nó còn có một dĩa, cho nên là cái này mình bỏ ra luôn. Và nếu như cần xài cái điều sên á là mình sẽ căng dây lên thôi cho nó cố định một chỗ thôi. Cái cần tăng này mình sẽ bỏ luôn. Rồi còn cái cần số này ở cái phần dĩa sau á, thì nếu như mà gắn bên này thì nó sẽ bị vướng tay ga, cho nên là mình sẽ đưa ra phía bên tay trái, đưa lên phía bên tay trái và mình để ngược như thế này ha, thì nó cũng sẽ thuận ngón tay của mình lên đề này, xuống đề này, lên đi xuống đi. Rồi đến phần nút nhấn. Nút nhấn thì mình sẽ gắn ở đây. Mình sẽ quay cái nút power lên trên ha, tại vì khi mà mình chạy xe rồi á thì mình không có đụng nhiều tới nút power, mà mình sẽ sử dụng cái nút tăng giảm ở đây khá là nhiều, cho nên là mình sẽ để hướng như thế này cho bấm dễ. Ở đây thì mình sẽ mở ốc này ra ha. Rồi mình bắt ốc lại ha. Rồi khi lắp xong cái nút nhấn, lắp xong cái đề của clip sau thì mình sẽ lắp đến tay thắng trước. Rồi đến qua tay. Rồi đến phần tay bên phải các bạn ơi. Bên phải này sẽ gồm có thắng nè, có tay ga nè. Rồi bên này hết rồi. Thì thật ra có những bạn là muốn cái tay ga nó gần phía bên ngoài nha, thì các bạn sẽ cho cái thắng vào trước rồi mới tới tay ga. Hoặc là các bạn có thể là cái tay thắng này cái đuôi nó ngắn quá, cho nên là mình sẽ để cái tay thắng vô trước, để tay ga vô trước xong mới tới tay thắng bên ngoài. Thì ở bên này mà các bạn bóp thắng thì không cần phải xa lắm. Thì ở đây thì do tay thắng này ngắn ha, cho nên là mình sẽ quyết định mình để cái tay ga vào bên trong. Rồi bây giờ mình ướm thử cái màu phay mình coi thấy nó hợp lý không ha. Đây thắng ga rất là hợp lý ha. Là bây giờ mình sẽ giữ theo cái form này. Rồi cái này thì mình các bạn có thể chỉnh là cho cái tay này nó cao hay thấp tùy ha, tùy khi mà cái in của bạn cao hay thấp, bạn ngồi xe có chú ý hay là đứng thì các bạn chỉnh cái này cho nó phù hợp với ngón tay của mình thôi.
Rồi. Đến phần đấu dây các bạn ơi. Cái này cũng khá là đơn giản ha. Ba Phan cho mình cái dây chính nè. Rồi, có những cái đầu nổi chống nước rất là tốt. Thì ở đây á, các bạn để ý nè. Mình sẽ có dây tay ga. Dây tay ga là dây màu vàng. Thì các bạn thấy ha. Cái này nó chỉ có cắm vào đây được thôi. Cái này là cái này là cái được. Đó, thì chỉ có thể cắm vào đây, các bạn không thể cắm vào đây được. Cho nên là sẽ không bao giờ lộn ha. Nhưng mà mình phải để ý nè, cái mũi tên này nha. Có trường hợp là người ta cắm, người ta không để ý cái mũi tên và cắm nó gãy những cái chân ở bên trong này. Đó, để ý mũi tên. Rồi, tiếp theo. Đến LCD. Thì cái này chỉ có vào đây thôi chứ đâu còn đi đâu được nữa. Rồi, cái này là hai đầu dây thắng. Thì ở đây mình có thể là xài cái loại thắng dây á, mà nó có ngắt điện thì mình có thể cắm vào đây được. Nhưng mà do là ở đây xe của khách là đã xài thắng dầu, mình sẽ không có đổi, cho nên là hai cái đầu này để nguyên. Và cái chức năng thắng điện ở đây đặc biệt là đối với nữ á, khi mà nữ đi xe máy xăng thì sao, vừa nhồi ga và vừa đạp thắng vừa chạy xe và vừa bóp thắng. Cho nên là cái xe điện nó có cái chức năng là khi mà bóp thắng rồi thì nhồi ga không có đi. Đó, nhưng mà thật ra xe này là xe nam cho nên là anh này ảnh cũng chẳng có bao giờ mà ảnh vừa nhồi ga vừa bóp thắng đâu. Còn cái đầu dây bên dưới này mình sẽ cắm vào động cơ ha. Rồi, phía dưới này có một chùm dây. Phía dưới này có một chùm dây thì ở đây nó sẽ có một sợi dây chính. Đây, dây chính này các bạn đấu vào trong cái đầu dây lớn này ha. Cũng để ý những cái mũi tên luôn. Hai cái mũi tên này phải là đồng hướng với nhau, không là sẽ bị động chân liền. Rồi, ok. Tiếp theo dây này là dây nguồn âm dương ha. Cái này thôi chắc mình không cần phải nói nữa. Cái này xài điện áp 48V là dây âm dây dương là ok rồi. Bên này sẽ có dây đọc tốc độ động cơ, đọc tốc độ bánh. Thì ở đây mình cũng sẽ cắm theo hướng này luôn. Ở bên này nó không có cái mũi tên nhưng mà nó có một cái gạch ngang ha, cái mặt ngang ở đây thì mình cắm vào trong cái phần khuyết ở bên này. Rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đến gắn cái nam châm lên trên cam xe các bạn ha. Thì khi mà các bạn gắn lên á, bây giờ mình gắn trước đi. Bây giờ mình gắn cái này lên trước ha. Bây giờ mình sẽ hướng cho các bạn xem trước để mình chọn cái vị trí nào cho nó đẹp nhất. Đó, thì khi mà các bạn gắn cái nam châm này lên để cái mắt đọc động cơ nè, nó đọc. Tức là sao? Cái nguyên lý là khi mà nam châm nó quay, khi bánh xe quay được một vòng thì nam châm nó sẽ đi vào đây một lần, thì cái mắt đọc này nó sẽ đếm một lần. Đó. Vậy thì khi mà gắn vô như vậy thì các bạn phải kiểm tra thử là cái mắt đọc này nè, cái mắt đọc này và cái nam châm, hai cái khoảng cách này không được quá xa. Xa quá thì nó đọc không được, còn gần quá có thể là nó sẽ bị cạ. Được chưa? Cho nên là mình sẽ vừa đủ gần. Rồi, các bạn ướm thử ha. Bây giờ mình thử mình xoay cái bánh xe nè. Rồi, mình đặt thử cái chỗ này xong mình xoay bánh xe ha. Rồi, các bạn thấy không? Anh cameraman có thấy được cái khoảng cách không? Đó, như vậy là ok rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ xé cái phần keo này ra để mình dán nó cố định lại, và mình lấy dây rút mình xỏ vào đây, cột hai đầu này lại cho nó cố định. Đó, nó sẽ là như thế này ha. Rồi, bây giờ mình đã xá keo rồi ha, mình cũng xỏ sẵn hai sợi dây rút đây này, bây giờ mình sẽ đặt vào. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ xếp dây rút lại. Đó. Rồi, ngoài ra ha, trường hợp mà xe của các bạn mà cái càng này nè, cái gấp này nè nó hơi rộng, cho nên là cái khoảng cách giữa cái sensor này, cái mắt đọc này so với cái nam châm hơi xa, thì mình có thể tịnh tiến nó ra vào được nha. Cái miếng nhựa giữ ở đây nè là mình có thể đẩy nó ra vào được. Đó, vậy thôi. Bây giờ mình sẽ
đấu dây lại, mình sẽ cắm cái đầu dây của mắt đọc vô ha. Đó, cắm vô. Và ở đây có cái nút bấm thì các bạn bấm chặt lại để cho nó chống nước nha các bạn. Rồi, vậy là xong. Rồi, bây giờ xong hết rồi nè các bạn ơi. Tay ga, màn hình, rồi số, rồi nút bấm là xong hết rồi nè. Ở dưới này, ở phía dây trước này nè, mình có quấn thêm cái dây ruột gà vô cho nó nhìn nó gọn gàng. Đó, dây chỉnh đi xuống dưới này, đi xuống này. À, cái mở dây thì mình quấn nó gọn nằm ở dưới này đây ha, không vướng víu gì cả. Và cái khay pin, đây là cái khay pin thì cái công đoạn mà lắp á, thì nó sẽ hơi cực tí xíu, cho nên là thôi mình cũng không có quay để tốn thời gian làm gì. Thì đơn giản là ở trên xe mình nó có cái hai con ốc mà để bắt bình nước á, thì mình sẽ bắt cái đế pin vào trong này. Đó, rồi dây cắm của pin ở đây ha, mình sẽ cắm vào. Đó, sau đó mình để cục pin vào. Ở đây á, là mình sẽ sử dụng cái hộp pin mà nó linh hoạt ha. Tức là ở đây nó sẽ có chìa khóa cho bạn, là bạn có thể là bạn cắm sạc xe cục pin của mình ở trên xe luôn, cắm vào lỗ này. Còn không thì bạn lấy cục pin này mang qua nhà, bạn cắm vào đây sạc bình thường ha. Rồi bây giờ thử này. À, ở đây là mình bật cái chốt khóa ra mà mình quên mất tiêu. Ở đây nó có cái chốt khóa pin nè các bạn. Đây nè. Đó, mình phải bật nó xuống. Rồi. Áp vô. Khóa lại. Xong. Đó, trường hợp các bạn lấy pin ra cũng vậy luôn. Cắm chìa khóa và mở vô cái này ra. Rồi, lấy cục pin mang vô nhà sạc. Nó là tiện lợi ha. Rồi, bây giờ mình gắn lại xong rồi mình sẽ test. Rồi. Mở nguồn. À, mình chưa bật chìa khóa, chưa bật công tắc. Giờ mình bật công tắc lên ha. Đây, bật on lên. Hồi nãy các bạn thấy khi mà bấm nó hiện lên tí xíu rồi nó tắt, đó là do hồi nãy mình thử thì cái controller nó lưu điện. Thì bây giờ mình bật lên lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử ha. Giờ mình nghiêng lên. Ở đây là mức số 1. Mức chờ lực số 1 này, anh camera quay lại đây nè. Thì mình lên ga thử ha. Rồi, mức số 2, 3, 4, 5, 6,